Em chào bác Yohanan ạ. Hôm nay là ngày 21 tháng 12. Em có một số những cái đơn hàng năm cánh trắng Phú Thọ và năm cánh trắng HO lên cho bác sưu tầm về làm giống nhé bác nhé. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Cái số điện thoại này em đã kết nối Zalo rồi và em cũng đã ghim rồi các bác nhé. Các bác có thể là gọi điện ở trên cái số. Đầu tiên thì em sẽ lên cái dòng năm cánh trắng Phú Thọ trước để cho mình sưu tầm này. Cái dòng này thì các bác cũng sẽ không phải chờ lâu nữa, nhà mình sẽ được ngắm hoa luôn so mùa sau nhá. Tức là ra Tết xong là nhà mình sẽ được ngắm hoa luôn đấy các bác ạ. Như cái đơn T1 của nhà em nhá, nó là một cái đơn Phú Thọ lá mít. Cây này thì khá là dài đấy ạ. 20 này, 40 này, 60, hơn 80, tầm khoảng 85 sen nhá. Nó mới là thân của năm 2 thôi nhưng đã 85 rồi các bác ạ. Cứ rất là béo luôn. Và cây ăn nắng nên cây rất là đanh. 200.000 cho đơn số T1 ạ. Năm cánh trắng Phú Thọ, những cái đơn đầu lai đều là Phú Thọ cả các bác nhé. Khi nào mà chuyển sang HO thì em sẽ báo. Đơn T1 ạ là 200.000. Cái giá em báo này là chưa có phí vận chuyển các bác nhé. Em sang đơn T2 ạ. Đơn T2 này thì hai con này đã thắt ngọn rồi nên thân của nó rất là mập luôn các bác ạ. Đây nhá. Đơn T2 với giá là 200.000 luôn cho em ạ. Cái dòng Phú Thọ này thì nó cực kỳ là sai hoa rồi nên là các bác mà thân ngắn thân dài thì nó vẫn rất là nhiều hoa nhá. Thắt ngọn rồi nên cây cực kỳ là mập. Bác nào thích kích hoa thì các bác lấy con nó thắt ngọn hẳn như thế này rồi đấy ạ. Đơn T2 ạ với giá là 200.000. Trung bình một chậu các bác lấy một chậu thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 35.000 tiền phí vận chuyển các bác nhá. Tiếp theo đơn T3 cũng là 200.000 luôn ạ. Đều là 200.000 cho một chậu hai thân các bác nhá. Rất là đẹp luôn, cây này thắt ngọn rồi và cây cực kỳ là béo. Đơn T3 với giá là 200.000 luôn ạ. Bên em thì bán giá hợp lý nhưng mà em vẫn cứ đóng cả chậu cho bác nhà mình luôn. Đấy, nên bác nào mới chơi, mới tập trồng nhà mình cũng không có sợ là trồng lại đâu nhá. Đơn T3 với giá là 200.000 luôn cho em nhá. Tiếp theo em sang đơn T4 là 190.000 thôi ạ. Đây các bác nhìn cho em này, những cây của nó rất là béo. Dòng này là dòng Phú Thọ lá lỗi cổ tiết nha các bác nhá. T4 ạ, 190.000 ạ. Đẹp chưa các bác, mà thắt ngọn này, rất là béo luôn đấy các bác ạ. Loại này thì các bác mà kích á, các bác chỉ cần là làm một lần thôi, chỉ cần một lần thôi là được luôn đấy các bác ạ. Đơn T4 ạ, 190.000 ạ. Đơn T5 ạ, đây, lá lỗi cổ tiết đây cho các bác mình xem nhá. Cái dòng lá lỗi này được rất là nhiều bác ưa chuộng luôn đấy ạ. 190.000 luôn đơn T5 ạ. T5 190 ạ. Cũng là hai thân cho em. Hai thân như thế này thì ra năm là các bác sẽ có 4 đến 5 cái mầm gốc cơ. Nên là để mà làm được những cái giò tác phẩm nó rất là nhanh. Đơn T5 190 ạ. Đơn T6 ạ, 200.000. Rồi ôi, nó to nó béo các bác này. Đa số cái lô này đều là lá lỗi cổ tiết cả. Đây, thắt ngọn này, đẹp chưa các bác? 200.000 cho đơn T6 ạ. Đơn T6 là 200.000 các bác nhá. Đây, lá rất là đẹp luôn. Cái cây này thì nó đang chuẩn bị xuống lá có, rồi các bác ạ. Các bác thấy mắt hoa không ạ? Rất là già đanh luôn. Nhiều cây cũ không? T6 là 200.000 ạ. Em sang mã T7. T7 cũng là 200.000 luôn. Đây các bác nhá. Con này thì là xanh mướt mượt mượt luôn. Cây thân hoa khá là dài. 200.000 cho đơn T7 luôn cho em nhé. Đó, đẹp chưa các bác? T8 ạ, 180.000. Hôm nay em lên được 8 mã là Phú Thọ nhá. Ngoài ra thì em cũng đang còn rất là nhiều. Bác nào mà siêu tầm muốn siêu tầm nhiều để về làm tác phẩm ghép lại ạ, thì nhà mình có thể là gọi điện Zalo, kết nối Zalo cho em thì em sẽ chụp ảnh cho các bác nhà mình những cái đơn nhà mình ưng ý nhá. Như thân dài như này thì em đang còn rất là nhiều này. Đơn T8 ạ, 180.000. Tiếp theo em sang 5 cánh trắng HO ạ. 5 cái trái HO thì bắt đầu từ năm nay thì nhà mình sẽ được ngắm nhìn những cái bông HO một cách trọn vẹn và đẹp nhất luôn cho em nhé. Đơn này bắt hoa hết các bạn ở đây này. Sang năm 3 là bắt hoa hết. Em sẽ lên cái đơn này là đơn T9 gồm một combo hai chậu như thế này các nhà mình là 350.000 cho đơn T9 ạ. Hàng này mua thì em sẽ đảm bảo cây nguồn cây đến mặt hoa cho bác nhà mình. Các bác yên tâm nhé. Mặt hoa các bác không còn năm nay không hoa hết, bắt hoa hết là đây ạ.
combo 2 chậu cho bác nhà mình 5 cánh trắng HO thân to mẫm như thế này với giá là 350.000 cho đơn T9 các bác ạ. Như em đóng 2 chậu như này thì cước nó sẽ tầm khoảng 50-55.000 các bác nhá. Vì hai cái chậu này các bác thấy là nó rất là nặng đấy ạ. Đơn T9 ạ, 350 HO ạ. Đơn T10 ạ, cũng là 2 chậu luôn với giá là 350.000 luôn nhá. Đây các bác này, làm lấy một đôi này chơi thì á, thân cây nó đều nhau luôn đúng không các bác? Cực kỳ đều luôn. Đơn T10 350.000 luôn nha các bác nhá. Hoa dòng HO là loại hoa cánh bầu. Hoa cánh bầu mà bông cực kỳ to luôn. Dòng này năm sau các bác chăm nó thành thân thủ phi phàm luôn các bác ạ. À, nó rất là to cây ấy. Đơn T10 là 350 ạ. À. Đơn T11 thì em có một chậu là hai thân các bác ạ. À. 190.000 đơn T11 ạ. À. Hai thân nhá. Ngày trước thì HO nó cao tiền hơn Phú Thọ đấy, nhưng bây giờ thì bán nó cũng rẻ hơn hoặc là ngang nhau thôi các bác ạ. À. Đơn T11 ạ, 190.000 hai thân. T12 một thân dài và một thân ngắn, thân rất là dài và béo luôn đấy các bác ơi. Với giá là 200.000 cho đơn T12. Ờ, cái này thì nó chưa tắt ngọn hoàn toàn đâu nhà mình. Đến khi mà nó tắt ngọn hoàn toàn thì cây nó còn to nùng nục nữa cơ ạ. T12 với giá là 200.000 ạ, hai thân nha các bác nhá. Hai thân cho em nhá. Khách của nhà em thì đa số các bác toàn lấy là một Phú Thọ và một HO luôn đấy các bác ạ. Đơn này là đơn T13 180.000. Đây các bác này thắt ngọn đấy. Trông nó rất là xinh nhà mình ơi, nó rất là xinh luôn nhá. Ngắn ngắn xinh xinh. Thắt hết ngọn này. Mất hoa hết. 180.000 cho đơn T13. T14 ạ, 170.000. 170.000 các bác nhá. T14 170. Đấy. Rất là dài và đẹp luôn. T15 ạ, 180.000. Cũng là hai thân luôn ạ. 180.000. Năm nay đầy hoa chơi luôn. Năm nay là các bác thoải mái ngắm hoa luôn, có hơn 100.000 các bác thoải mái hoa. T16 180.000 hai thân luôn. Hai thân như này ra nằm 4 5 bầm gốc nữa các bác ạ. Một giò tác phẩm to luôn ấy. T16 180. T17 cũng 180.000 luôn. Đây các bác nhá, giá như này là quá hợp lý luôn đấy ạ. T18 là 180.000 luôn. Ui dồi, con này đẹp các bác này. Con này nó béo mẫm mầm mậm luôn đấy các bác ơi. Đó. 180.000 T18. Bên này em còn ở một đơn vải rồng các bác này. Bảo cái album hoa mà. Một đơn vải rồng nhá, thanh lý các bác nhà mình, chỗ này là hơn 1 cân đấy ạ. 160.000 cho một đống này luôn cho em nhá. Đấy, 160 thôi các bác ơi. Những cái dày nó rất là dễ ghép luôn. Bác nào mà có cây cau ấy hay là những cái cây sống nhà mình buộc vào thì nó cực kỳ là nhanh lại hoa nhá. Và nó rất là dễ sống, các bác ghép lên cây sống một cái là nó bắt cái rễ mới ra luôn. Nên cái dòng này thì nó gọi như là không hề chết luôn các bác ạ. 160 các bác nhá. Em chào các bác ạ.